được mừng tuổi à? Việt Nam ở trên cá thuê mới luôn à? Sự khác biệt về văn hóa, lối sống, một trải nghiệm đáng nhớ và những kỷ niệm khó quên của chàng rể Tây lần đầu ăn Tết tại Hà Nội. Quan trọng nhất là phải giữ gìn gia phong, hiểu chưa? Ta có 3 ngày, mùng 1 là Tết cha, mùng 2 là Tết mẹ và mùng 3 là Tết thầy. Bây giờ anh có muốn đi lễ cùng em để cầu chúc cho một năm mới bình an không? Với sự tham gia của những diễn viên gạo cội, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Mai Huê, cùng những gương mặt hài hước quen thuộc như Vương Anh, Hương Anh. Đón xem Hello Tết Hà Nội phát sóng lúc 21 giờ mùng 1 Tết Giáp Thìn trên kênh 1 Đài Hà Nội.